Em xin chào cả nhà và chào ông bà cô bác anh chị em trên toàn thế giới. Em biết sai rồi, em thành thâm xin lỗi. Vì bây giờ mấy anh mấy chị chửi em sao thì chửi, em cũng không giải thích nữa đâu. Giải thích thì mấy anh mấy chị nói ừa em như thế nào thế nào đó, nhưng em chỉ nói là clip của em không lên được nữa, bị phá hết mấy clip rồi và chặn, nói chung là chặn hết thông tin gì đó đó. Em cũng thành tâm xin lỗi, con xin lỗi tất cả các cô các chú các anh các chị trên toàn thế giới. Con xa rồi, con xin lỗi